Vâng, xin chào bác đến với kênh Kiếm Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu rốt dòng xe đua bên em mới về mang thương hiệu của Trek. Thì như bác biết thì chân thương hiệu đến từ Mỹ. Thì đây cũng là một dòng cao cấp của dòng xe đục cuộc thương hiệu Trek model 1 series 100. Rất là cao cấp với cái lớp sơn đen nhám. Rất là mới, xe bên em mới về. Dòng cuộc đua. Và bây giờ xin nói đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Và rất nhiều bác hỏi bên em về những dòng xe đua của thương hiệu Trek. Thì thường thường Trek thì mang thương hiệu của dòng xe mountain bike địa hình. Thì hôm nay em mới về được một chiếc dòng Trek xe đua. Thì hôm trước em giới thiệu bác về dòng địa hình và touring rồi, nhưng hôm nay về được một chiếc xe đua với cái tông màu đen, đen nhám, đen lì, rất là khỏe xe. Đây là dòng model Trek 1 Series 1. Hợp kim ra xe làm thì hợp kim nhôm aluminum alpha, model alpha aluminum 100 với cái tông màu đen nhám các bác nhá, rất là lì và khỏe xe. Bên em mới về một thương hiệu đến từ Mỹ rất là cao cấp, thương hiệu Trek Series 1. Tổng thể xe đánh giá trên 90%. Duy nhất ở bên cái chỗ phép mép bên tay trái đây thì bác nhìn thấy rõ có một cái miếng hơi bị móp vào một chút thôi bằng lửa móng tay út của em. Do vận chuyển hơi bóp một tí không ảnh hưởng đến xe cả, không thể nhìn thấy được. Một chút bé xíu trên khung xe. Model Series 1 bên em mới về. Tổng thể xe đánh giá tầm 90% xe. Xe rất là đẹp các bác nhá. Dòng xe thương hiệu cao cấp đến từ Mỹ, Trek Alpha Series 1. Bên em mới về, dòng cuộc. Và thì như các bác đã biết thì riêng dòng Trek Alpha và dòng Trek thì đặc quyền là những của những cái dòng linh phụ kiện của nó là đều của hãng Bontrager, linh phụ kiện của Mỹ. Đây, tem đỏ của Bontrager vẫn còn nguyên như ghi đông cổ phốt chính hãng của Bontrager luôn đó nhá. Đây, ghi đông cổ phốt chính hãng của Bontrager nguyên bản theo xe. Những chiếc xe mà đầy đủ những linh phụ kiện Bontrager của thương hiệu Trek thì rất là đồ cao cấp. Tay cuốn của đồng đốt, tay cấm mút đúc. Đấy. Rất là chắc chắn và dày dặn cho bác đi cảm tạo cho bác sự thoải mái trên cái tay cầm trên xe. Xe được trang bị với bộ tay lắc chính hãng của Shimano Clarit, tay lắc của nó. Ở bên tay phải em cũng là bên tay lắc của Shimano Clarit, bên tầng đĩa. Đằng trước xe thì có biểu tượng logo của thương hiệu Trek hình chiếc khiên. Màu đen nhám, chứ không phải đen bóng, màu đen nhám, đen lì, rất là khỏe xe. Những cái dòng xe cao cấp thường thường là sơn những màu xe đen nhám như vậy. Càng nhôm. Vành AT750 chính hãng của Bontrager nguyên bác nhá. Vành nguyên bản theo xe, chính hãng của Bontrager. Vành AT750 và xe được người chủ cũ rất là giữ gìn, nâng cấp thêm với bộ cặp lốp của nó. Đây các cặp lốp này chính hãng của Bontrager luôn các nhá. Lốp xe cũng sử dụng bộ lốp Bontrager rất là cao cấp, bo lốp Bontrager. Tức là xe được người chủ cũ rất là giữ gìn, ngay nguyên cái bản thân cái lốp nó cũng được cái mã số trích cái mã vạch của xe này. Rất là cao cấp, lốp đời mới của Bontrager. Kích thước lốp là 700 x 225. Và bên dưới khung xe thì đây là cái mã vạch tem chống hàng giả của thương hiệu Trek, cũng là website chính hãng của Trek luôn. Các bác lên trên mạng quét mã của dòng Trek đây. Trek Alpha Series 1. Lần này em về chiếc size 52, chiều cao đứng của khung xe. Chiều cao đứng của khung xe thì các bác tức là một bác trên 1m65 đi vừa. Trên 1m65 đến trên 1m7 đi vừa chiếc xe. Hậu yên cũng chính hãng của Bontrager. Nguyên bản theo xe. Yên xe cũng là yên xe của Bontrager. Đấy. Toàn bộ phụ tùng của xe đều là chính hãng của Bontrager đi kèm theo xe.
gạt đĩa của Shimano Grip. Pedal hiệu của Eco. Combo Vento. Yên bạc đạn của Eco Combo Vento. Củ đà Shimano Grip. Xe được trang bị với 9 tầng lip và 2 tầng đĩa. Vành đằng sau cũng là vành của chính hãng của Bonsager cũng nhá. Vành AT750. Vành chính hãng của Bonsager luôn. Đây. Đây là cái tem của Bonsager đây. Vành Bonsager. Lốp đằng sau cũng là lốp chính hãng của Bonsager. 700x25, kích thước 725. Đây là một chiếc xe đồng đốt cuộc bên em, cũng là dòng xe cao cấp thương hiệu Mỹ Trek. Nguyên từ đầu đến cuối xe được sử dụng với bộ linh phụ kiện của chính hãng Bonsager, thương hiệu cũng đến từ Mỹ. Và bây giờ em xin vào những chi tiết hoạt động của xe. Lên đĩa này, xe được trang bị với 9 tầng lip. Lên lip. Xuống lip. Vâng, lip stick còn rất là mới nhá, chuyển động rất là mượt mà. Trang bị với 2 tầng đĩa chính hãng của Shimano. Lên đĩa. Check One. Check Series One. Series One nữa là 1 nữa nhá. Tức sơ đi oan. Cái vành của nó là rất là nhiều lan. Đây là lan, đây gọi là căm lan. Làm cho xe rất là chắc chắn và cái độ bền của cái vành của xe khác so với những cái thông vành vành thông thường khác. Đây là vành. Vành là vành nguyên bản của Bonsager luôn các nhá. Vâng, em vừa đánh giá xong tổng thể chiếc xe đua cao cấp bên em mới về thương hiệu Trek. Model Series 1. Toàn bộ xe là toàn bộ trang bị với phụ tùng liên phụ kiện nguyên bản trong xe là của chính hãng Bonsager, rất là cao cấp. Xe trang bị với 9 tầng lip, 2 tầng đĩa. Và xe còn rất là mới, trên tầm xe em lấy tầm 90% xe. Xe là rất tốt bên em là 9,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kia xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Và hẹn các bạn trước ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, bác có thể thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên và các bác lên trên YouTube tìm kiên đồ cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424 và nhấn đăng ký theo các kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.